Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu bản tin giao thông an toàn ngày hôm nay là thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông diễn ra trong 3 ngày 29, 30 tháng 11 và mùng 1 tháng 12 năm 2014 do Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt Bộ Công an cung cấp. Theo số liệu cập nhật đến 16 giờ ngày hôm nay, đường bộ xảy ra 121 vụ giao thông tai nạn, làm chết 54 người, bị thương 80 người, trong đó có 40 vụ va chạm, làm bị thương 30 người. Đường sắt xảy ra một vụ tai nạn giao thông, làm chết một người. Lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 26.791 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tiếp theo sau đây là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Khoảng 21 giờ đêm 30 tháng 11, xe khách dừng nằm biển kiểm soát 79B00618 đang chạy trên quốc lộ 14 đoạn giáp ranh giữa huyện Chư Prong và Chư Sê, tỉnh Gia Lai, bất ngờ bốc cháy. Sau vài chục phút, toàn bộ xe đã bị lửa thiêu rụi. Rất may, không có thương vong về người. Lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Gia Lai huy động 2 xe cứu hỏa xuống hiện trường, nhưng do vị trí cháy cách trung tâm Pleiku khoảng 20 km nên việc chữa cháy cũng không có nhiều tác dụng. Bắt đầu từ hôm nay đến ngày 1 tháng 2 năm 2015, các chuyến bay do Vietnam Airlines hợp tác liên danh với Vasco trên đường bay giữa Thành phố Hồ Chí Minh Cà Mau sẽ tạm dừng khai thác tại cảng hàng không Cà Mau. Nguyên nhân là do cảng hàng không này tạm thời đóng cửa để sửa chữa đường cất hạ cánh. Theo đó, đối với những hành khách đã mua vé trên các chuyến bay trong giai đoạn trên, Vietnam Airlines và Vasco đã trực tiếp liên lạc với hành khách để thu xếp phương án hỗ trợ kịp thời. Sân bay Cà Mau phải tạm thời đóng cửa vì sân bay đã xây dựng trong thời gian quá lâu, trên 30 năm. Lại được xây dựng trên vùng đất yếu, có điều kiện địa chất thủy văn không thuận lợi, cơ sở hạ tầng không đảm bảo cho việc khai thác với tần suất lớn. Bắt đầu từ mùng 1 tháng 12, thời gian mở quầy làm thủ tục chuyến bay của Jetstar Pacific được thực hiện trước 2 giờ so với khởi hành đối với chuyến bay nội địa, trước 3 giờ đối với chuyến bay quốc tế. Ngoài ra, thời gian đóng quầy, ngừng làm thủ tục sẽ được điều chỉnh lên 40 phút trước giờ khởi hành đối với chuyến bay nội địa và trước 50 phút đối với chuyến bay quốc tế. Trong giai đoạn đầu áp dụng, từ ngày mùng 1 tới ngày mùng 8 tháng 12, hành khách có mặt tại quầy thủ tục trong khoảng thời gian từ 40 phút cho đến 30 phút trước giờ khởi hành dự kiến sẽ được Jetstar Pacific hỗ trợ làm thủ tục bay miễn phí. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, do vượt quá và tăng khối lượng trong các hạng mục thiết kế, kinh phí đầu tư dự án Metro số 2 Bến Thành Thanh Lương có thể bị đội vốn 784 triệu USD so với ban đầu. Hiện các nhà tài trợ Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đang xem xét tài trợ bổ sung vốn khoảng 300 USD. Còn nhà tài trợ Ngân hàng Tái Thiết Đức cũng tài trợ bổ sung vốn cho dự án khoảng 150 triệu euro khi nhận được đề nghị chính thức từ phía Việt Nam và có thể tiếp tục xem xét bổ sung vốn nếu có yêu cầu. Để có thể tiếp nhận các nguồn vốn bổ sung nêu trên, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Ban Quản lý Dự án Đường sắt đô thị phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, xúc tiến triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết, sớm trình Ủy ban Nhân dân thành phố để xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ga Sài Gòn đã bắt đầu triển khai bán vé tàu Tết Ất Mùi 2015 với hình thức nhắn tin và đăng ký qua mạng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn khá lúng túng với hình thức bán vé mới này. Theo thông báo của ga Sài Gòn, từ ngày 1 tháng 12 đến hết ngày 5 tháng 12 năm 2014, ga Sài Gòn sẽ ưu tiên phục vụ các hành khách là đối tượng chính sách xã hội như bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người có công, đi tàu vào dịp cao điểm, những hành khách mua vé đi tàu vào dịp không cao điểm. Hành khách đã đặt vé thành công trên website và đã thanh toán tiền. Sau ngày 5 tháng 12, mọi hành khách có thể đến ga Sài Gòn, Biên Hòa để mua vé tàu đi trong dịp Tết sắp tới. Ghi nhận trong sáng nay, tại ga Sài Gòn treo rất nhiều bảng hiệu hướng dẫn đăng ký mua vé tại các lối ra vào của ga. Tuy nhiên, người dân vẫn gặp khá nhiều lúng túng, khó khăn để đăng ký mua vé thông qua hình thức này. Lấy số thứ tự mà xuống giờ đăng ký qua mạng là không có tác dụng. Là phải mua qua mạng thành công rồi mới lấy cái tin nhắn xuống lấy số tự mới lấy vé được. Là có nhiều người là không biết sử dụng công nghệ thông tin thì đâu có mua được. Bây giờ anh phải vừa bán qua mạng vừa phải lấy số tự theo truyền thống thì mới được. Không có rành thì tin nhắn rồi mạng rồi này kia nên mua nó cũng gặp khó khăn. Ví dụ như là tin nhắn rồi vô mạng rồi này kia, nếu mà mình không để ý cái bản mà giới thiệu đây là mình không có mua được. Mình không biết cách mua.
Việc đăng ký mua vé qua tin nhắn điện thoại và trên website còn khá mới mẻ, nhiều thủ tục thay vì đánh ga mua vé trực tiếp như mọi năm. Theo đó, hành khách đặt vé trực tiếp tại các website dsvn.vn, vétàu.com.vn, vietnamrunway.vn thành công, thanh toán tiền vé qua hệ thống ngân hàng. Sau 24 giờ sẽ đến ga lấy vé đi tàu. Nếu chọn thanh toán bằng tiền mặt, chậm nhất là 48 giờ sau khi đặt chỗ thành công, hành khách đến các ga có dừng tàu đón trả khách để trả tiền và lấy vé hoặc đến các điểm giao dịch của bưu điện. Trường hợp gặp trở ngại, hành khách có thể liên hệ tổng đài 1900 6469 hoặc gửi tin nhắn đến tổng đài 8255 để được hướng dẫn nhanh nhất. Bắt đầu từ ngày hôm nay, 7 tỉnh thành phố là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ngãi, Bà Rịa Vũng Tàu sẽ bán đại trà xăng sinh học E5 RON 92. Với giá xăng được định giá bằng giá xăng A92, nhiều cây xăng lo ngại người dân sẽ không muốn thay đổi. Ghi nhận trong ngày đầu tiên, phần lớn người dân đều chưa mặn mà với việc chuyển sang sử dụng xăng sinh học E5. Nhiều chủ cửa hàng thì nguyên nhân là vì nhiều người dân, nhất là ở khu vực nông thôn, chưa có nhiều thông tin về xăng E5. Họ đã quen dùng xăng A92 nên để thay đổi thói quen là rất khó. Bên cạnh đó, nhiều khách hàng lo ngại sử dụng xăng sinh học E5 có thể dẫn đến những vấn đề với máy móc và động cơ xe. Về giá xăng, Petrolimex khẳng định giá sẽ theo thị trường, ngân sách nhà nước không bù lỗ. Hiện xăng E5 có giá bằng xăng thông dụng là 21.390 đồng một lít. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chưa khuyến khích được người dân dùng xăng E5. Đến thời điểm này thì có 3 trên 10 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu tham gia kinh doanh xăng E5 với tổng số 139 trên 13.000 cây xăng trong cả nước. Ước tính mức tiêu thụ xăng E5 trong thời gian qua của các doanh nghiệp này chỉ bằng 1/8 so với xăng truyền thống. Xóa bỏ các gác chắn ô tô có thể qua trạm thu phí với tốc độ tối đa cho phép là mục tiêu của Bộ Giao thông Vận tải trong kế hoạch triển khai hệ thống thu phí không dừng. Ngoài tiết kiệm thời gian, giảm ùn tắc, các trạm thu phí tự động này sẽ làm minh bạch hóa công tác thu phí, đồng thời giúp phát hiện xe bị trộm cắp. Theo kế hoạch của Bộ Giao thông Vận tải, trước mắt sẽ triển khai thu phí một dừng trên quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên. Chậm nhất đến ngày 31 tháng 1 năm 2015, phải hoàn thành và đưa vào sử dụng thí điểm 3 trạm thu phí không dừng, kết hợp trạm kiểm soát tải trọng xe. Khi hệ thống thu phí một dừng được hoàn thiện và đưa vào sử dụng, việc thu phí thực hiện hoàn toàn bằng hệ thống tự động, phương tiện qua trạm thu phí như qua một cổng chào hướng dẫn giao thông. Theo ông Hồ Trọng Vinh, giám đốc dự án thu phí không dừng của Taxco cho hay, phương tiện qua trạm thu phí trên quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh trong tương lai có thể di chuyển với tốc độ 80 km/h. Nếu áp dụng thu phí tự động tại cao tốc, tốc độ qua trạm là 100 đến 120 km/h. Bên cạnh đó, từ các trạm thu phí tự động sẽ hình thành trung tâm quốc gia về thu phí và kiểm soát tải trọng. Ngoài hai chức năng này, trung tâm có thể có nhiều ứng dụng khác, tìm kiếm xe có nghi vấn như xe mất trộm, xe lưu hành không có đăng kiểm khi lưu thông qua trạm. Song song với việc đưa vào khai thác nhà ga T2 Nội Bài vào tháng 12 này, Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu đại diện chủ đầu tư, các nhà thầu cần gấp rút triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án đường nối Nhật Tân Nội Bài trước ngày 20 tháng 12 năm 2014. Tại gói thầu số 2, các đơn vị thi công của Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4 Senco 4 đã đổ bê tông xong phần hầm chui dân sinh km 2+300 thuộc địa phận xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh. Hiện nay các mũi thi công của nhà thầu đang chuẩn bị tháo ván khuôn để thi công đoạn bản giảm tải cần phần chắn tường và hai đường dẫn vào hầm. Đơn vị này cho biết là toàn bộ hạng mục chính của hầm chui sẽ được hoàn thành vào ngày 13 tháng 12 năm 2014. Trong khi đó, tại gói thầu số 4 với đơn vị thi công của Senco 1 cũng đang gấp rút triển khai thảm nối 1.300 tấn bê tông nhựa và đại diện của Senco 1 sẽ cam kết là hoàn thành khối lượng công việc còn lại xong trước ngày 20 tháng 12 năm 2014. Thời gian gần đây tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã rộ lên hình thức kinh doanh taxi trực tuyến, mà cụ thể nhất ở đây là taxi Uber. Và loại này mặc dù mới chỉ thâm nhập vào thị trường Việt Nam trong một thời gian rất ngắn, nhưng đã thu hút nhiều chủ phương tiện và doanh nghiệp cùng đăng ký tham gia. Mặc dù đây được cho là dịch vụ tiện ích, văn minh và tiết kiệm cho cả người cung cấp và người sử dụng, nhưng câu chuyện này sẽ không có gì đáng bàn nếu như loại hình dịch vụ taxi Uber có giấy phép đăng ký kinh doanh hợp pháp. Bối rối với taxi Uber. Khó phạt taxi mù Uber. Uber cấm hay quản? Người dân sử dụng nhiều,
báo chí thông tin cũng nhiều chiều. Thậm chí, mới đây Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã phải nhờ cả công an vào cuộc điều tra tính hợp pháp của loại hình taxi Uber. Tại Hà Nội, loại hình taxi trực tuyến này cũng đã xuất hiện. Liên quan tới câu chuyện này, Hiệp hội Vận tải Thành phố Hà Nội cho biết đây là loại hình kinh doanh taxi mới chưa từng xuất hiện tại Việt Nam. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng lại chưa có giải pháp quản lý. Đi từ A tới B thì nó nhắn tin cho lái xe luôn là đi từ A tới B quãng đường là bao nhiêu và số tiền là bao nhiêu. Đồng thời nó vào cái bộ máy xử lý của nó để cuối tháng lái xe phải lên để quyết toán và cắt lại cho nó 20% cái doanh thu đó. Đấy. Như vậy thì về phía giá thành không phải là rẻ hơn các cái hãng taxi khác. Cũng theo ông Liên, việc Uber tham gia hoạt động vận tải là rất đáng hoan nghênh, nhưng phải nằm trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam. Hiệp hội này còn cho rằng rất có thể đây là hoạt động kinh doanh vận tải trá hình, có thể gây thất thoát tiền thuế của nhà nước và tạo ra sự cạnh tranh không công bằng giữa các doanh nghiệp vận tải taxi. Đây là hoạt động kinh tế chui, nói thẳng với nhau về, tức là không làm nghĩa vụ nộp thuế nhà nước. Mà nó cũng không làm được bởi vì nó không có đăng ký kinh doanh. Phải có đăng ký kinh doanh thì mới có mã số thuế. Có mã số thuế rồi có tài khoản để nộp cho nhà nước. Mà theo cái sự quản lý của ngành thuế. Nhưng nó không tham gia cái đó, tức là tôi kinh doanh trái pháp luật, kinh doanh chui. Mà cái việc kinh doanh như thế thì có thể họ pháp luật sẽ là khi mà trốn lậu thuế thì pháp luật không những là vi phạm dân sự mà còn sẽ đưa ra trước pháp luật để xét xử. Nói về tính pháp lý của loại hình kinh doanh vận tải trực tuyến taxi Uber, các luật sư cho rằng không có giấy phép đăng ký kinh doanh là vi phạm pháp luật. Cái loại hình kinh doanh này là một loại hình kinh doanh tiến bộ và giảm thiểu nhiều những cái chi phí hoặc là có những cái lợi ích cho người sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên là cho dù anh có kinh doanh theo cái loại hình nào và theo cái tư cách nào đi chăng nữa thì cũng cần phải được quản lý theo quy định của pháp luật. Cho dù cái pháp nhân tổ chức hoặc đơn vị mà kinh doanh cái dịch vụ đấy ở Việt Nam hay là ở nước ngoài thì đã đầu tư kinh doanh vào Việt Nam thì bắt buộc phải tuân theo những cái quy định của pháp luật Việt Nam. Và anh phải đăng ký kinh doanh để trên cơ sở đó những cơ quan quản lý có thể quản lý và đảm bảo cái quyền lợi cho người tiêu dùng cũng như là tránh thất thu những cái khoản thuế đối với nhà nước. Ở nhiều nước khác, Uber là một dạng đi nhờ xe. Tại một số tiểu bang của Mỹ và vài quốc gia đã đưa ra kiểu quyết định không quản lý được thì cấm đối với loại hình này. Như bang Virginia hay thành phố Detroit đã gửi quyết định xử phạt hành chính đến công ty Uber. Ngược lại, thì dịch vụ này lại được hoan nghênh tại nhiều nơi khác. Ngay ở thành phố Houston của Mỹ thì đã cho phép loại hình này hoạt động nhưng yêu cầu phải tăng cường kiểm duyệt lý lịch các tài xế. Còn thành viên của Ủy ban châu Âu Nelly Cruz đã ca ngợi taxi Uber là hiện đại, đột phá và vì lợi ích của người tiêu dùng. Dù gì thì dịch vụ Uber trên thực tế cũng đang được rất nhiều chủ xe và người dân chấp nhận do có khá nhiều mặt tích cực. Phóng viên Giao thông An toàn đã gặp gỡ đại diện của Uber tại Việt Nam để tiếp tục mang đến cho quý vị cái nhìn nhiều chiều hơn về loại hình vận chuyển mới mẻ này. Và chúng tôi sẽ phát sóng cuộc trao đổi này trong bản tin ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đến đây thì bản tin Giao thông An toàn ngày 1 tháng 12 của kênh VTC 14 xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.